Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta chỉ có mấy chục phút thôi. Nói theo khoa học ấy, thì ở trong cái dải ngân hà của chúng ta đó, gồm có mặt trăng, mặt trời, rồi sao kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, trong đó chỉ có trái đất chúng ta là có người thôi. Đấy. Còn ngoài ra đó, cái con người ở ngoài vũ trụ có hay không đó, nó là cho đến bây giờ nó vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ. Mà trước mắt ấy, mình thấy trái đất mình không có nhỏ, cái đường kính của nó, đường kính của nó, diện tích, chu vi, trọng lượng của nó, giả dạ, chẳng hạn như bây giờ ở Sài Gòn thì mình khoét một cái lỗ, mình khoét cái lỗ đường thẳng xuống là phải 15.000 cây số là chúng ta rớt ngay chóc nước Mỹ. Trái đất là lớn, lớn, đi không cần visa. Và tại sao tôi nói cái này gì, bắt đầu bài giảng bằng một chuyện rất là rùi bu, rất là khó hiểu. Tôi muốn nói rằng là trái đất này nó mênh mông như vậy, con người là 7 tỷ, rồi kiến, người ta nói chỉ riêng loài kiến trên hành tinh này không đó, là không biết bao nhiêu triệu tỷ con ha? Chỉ kiến và con người thôi, còn chúng sanh mà khuất mặt thì vô số. Kinh nói chỉ một trên đầu một ngọn cỏ đó, thì nó chứa không biết mình là bao nhiêu chúng sinh trên đó, chưa kể gọi là ba giới bốn loài, đông lắm, đông lắm. Tôi đánh một vòng, tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng tất cả những cái loài động vật mà chúng ta nhìn thấy được ấy, đặc biệt nói rõ luôn là trên cạn ấy, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với những loài động vật, những cái loài vi sinh ở trong nước, chưa kể là các cái tầng trời. Và tất cả chúng sinh ở trong cái không gian mênh mông đó, từ phạm thiên, chư thiên, cho tới con người, con ong, cái kiến, tôi nói là điều này ra chắc các vị rất là ngạc nhiên. Tất cả chúng sinh mà tôi vừa kể, toàn bộ đời sống là chỉ gói gọn ở trong cái hoạt động của 6 căn thôi, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi. Các vị không có tin, các vị dầu cái loại gì đi nữa thì tất cả hoạt động nó chỉ nằm quẩn quanh trong 6 căn, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, tất cả những gì mình gọi là thế giới vũ trụ, rồi cây cỏ đất đá, đại dương, sông hồ, kinh rạch, tất cả không có cái gì mà nằm ngoài 6 trần. Tất cả mọi hoạt động của chúng sanh chỉ là hoạt động của 6 căn. Và tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và nghĩ đến, nó đều nằm trong 6 trần. Chỉ như vậy thôi, có nghĩa là tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ nó chỉ nằm gọn trong số 12, đó là 6 căn và 6 trần. Và 6 căn 6 trần ấy, nếu mà gom gọn lại nó còn có 2 thôi, gom gọn nó còn có 2 thôi, đó là từng ngày, từng giờ, từng phút, tất cả chúng sinh, từ những cái loài vi sinh nhỏ nhất ở trong nước cho đến con người, trong đó gồm có những danh nhân, những nhân vật có thân phận, có ảnh hưởng, có tác động, có quyền lực trên hành tinh ấy, thì tất cả những cái hoạt động của những chúng sinh đó chỉ nằm có 2 thôi, đó là làm thiện và làm ác. Tôi nhắc lại lần nữa, dầu các vị có là ai, các vị có là con ruồi hay là con trùng, là một vị thủ tướng, chủ tịch, hay là một vị giáo hoàng, tổng thống, hay là một người vô danh, tiểu thương bán dạo bên vỉa hè, hay là con ong cái kiến, thì mỗi phút trôi qua, chúng ta chỉ có làm một trong 2 việc thôi, đó là việc ác và việc thiện. Ác ở đây nó gồm có tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi. Các vị tập sự làm gì làm việc thôi. Mỗi lần chúng tôi lên những thuyết pháp là cái người mà quay rối là thường hút cái sự chú ý các vị nhiều hơn như chúng tôi. Hồi nãy giờ các vị cứ nhìn xem bên thông không? Không có yên, nó lăn xăng. Các vị cứ nhìn nó không? Tôi không biết ông đang tạo phước, tạo tội, quấy rối đạo tràng.
Tôi nhắc lại, quý vị thấy không? Trong từng phút trôi qua là chúng ta ở đây, mỗi người đều phải chọn một trong hai chuyện để làm, hoặc là làm chuyện thiện, hoặc là làm chuyện ác. Tới đây các vị cũng chưa biết tôi muốn nói cái gì. Cái này mới bắt đầu là điều tôi muốn nói nè. Dầu muốn, dầu không, dầu biết hay không, thì từng phút trôi qua chúng ta luôn luôn làm thiện hoặc làm ác mà mình không có ngờ. Ác ở đây có thể là một sự khó chịu, hay là một cái sự đam mê, thích thú, cái gì đó trong cuộc sống này. Thích ai đó cũng là bất thiện, ghét ai đó cũng là cái bất thiện. Thích người, thích vật, thích cảnh, thích sự kiện, ghét sự kiện, gì đó cũng là bất thiện nha. Hoặc tham, hoặc sân. Còn si thì lúc nào nó cũng nấp lùm, nó nằm ở bên dưới tham, hoặc sân. Mà tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái này nè. Cái này mới là cái chuyện quan trọng nữa. Đừng coi thường những gì mình thích hay là ghét. Bởi vì toàn bộ những cái đó nó tuyệt đối có một ảnh hưởng cực kỳ quan trọng lên trên những gì mà tôi gọi là thiện hay là ác. Khi mình thích cái gì đó quá, mình sẽ làm mọi cách để mình có được nó. Thích ai đó, mình sẽ tìm cách ở gần người đó. Thích cái cảnh nào đó, mình muốn là được ở cái cảnh đó. Thích cái vật nào đó, mình sẽ tìm cách mình sở hữu đó. Hoặc là kín đáo, hoặc là công khai. Đó là thích. Còn ghét cũng vậy. Với người, với cảnh, với vật, với sự kiện. Mà khi mình ghét nó rồi, mình tìm đủ mọi cách để mình tránh đó. Tôi ví dụ, nhưng không có ai mà thích nóng nực hết đó. Cho nên chúng ta tìm mọi cách để có cái nhà cho nó mát, cái miếng đất cho nó mát, chiếc xe ngồi cũng cho nó mát. Không có ai mà thích kéo dài hoài một cuộc hôn nhân buồn tẻ, vô vị. Không có. Không ai muốn đi hoài một chiếc xe mà mình đã chán chường. Không ai muốn ăn hoài một món mà tới bữa nay nó đã lên tới cổ rồi. Không có. Chúng ta làm đủ cách. Tôi đoán chắc, tôi không có rình các vị, nhưng tôi biết chắc từng người trước mặt tôi mỗi ngày vẫn đang nỗ lực để làm một việc, đó là trốn khổ tìm vui, trốn cái mình ghét và theo đuổi cái mình thích. Tôi không có rình mà tôi biết chắc chắn như vậy. Có điều thành công hay không mà thôi. Nhưng mà cái tôi muốn nói là cái này nè. Tôi biết bài giảng này trước mắt tôi là leo này leo que cái mấy móng thôi. Nhưng mà khắp nơi đang nghe chúng ta, toàn cầu đang lắng nghe chúng ta, và tôi mượn cái đó để tôi gửi đến những người mà tôi đặc biệt ưu ái, vì họ đã làm tôi mất ngủ 4 đêm này. Mắc cái chứng gì? Tôi đi về tôi giảng. Cho tôi nói dễ ghét được không? Cho tôi phát tôi bữa nay dễ ghét bữa nha. Được hả? Cho một lần thôi. Được ha? Tôi nói thiệt nha. Tôi đi giảng, bà con đâu có biết tôi là ai. Nghe đồn cái lần mà Việt Nam lần đầu tiên đem Hà Mã về, nó bu cũng đông cỡ đó. Thì lần này biết ai đồn á, họ tới họ coi tôi có phải 3 đầu 6 tay 12 con mắt xanh đanh đỏ mỏ hay không. Nó bu là một, chứ không có phải là Phật tử. Là một. Thứ hai, cho tôi nói thiệt nha, chèn nhét đưa tiền toàn là bạc cắt không. Thứ hai, ba, nhận ra đâu bỏ lại ở đó. Còn có cái, nó có cái từ mà nghe nó sang mà nó hèn lắm, nó là chỉ cấp bí giá. Tức là họ đi đâu họ đem thì họ lấy giùm mình. Tôi không biết họ nhận bao nhiêu, và tôi số đó là tôi cũng từ cách tôi chuyển. Thế tôi về một, mấy năm trước tôi về, thuyết ở chùa nào tôi bỏ lại chùa đó. Còn bây giờ, thí dụ như bây giờ cấp bí giá họ cầm họ báo tôi, thì tôi kêu để ở lại chỗ đó. Để thí dụ như bây giờ tôi chuyển về chùa nào, nhưng ngày hôm qua tôi giảng ở Vĩnh Long, tôi ra đi tôi còn tốn tiền túi. Tại vì cúng cái chùa tôi đâu có lấy cái bao của họ được, bao họ toàn tiền lắc nhắc lắc nhắc. Tôi phải lấy tiền chẳng của tôi cúng, còn tiền lẻ bỏ lại phải lỗ không? Vậy mà bây giờ nó lại nảy ra một chuyện đáng buồn này. Tức là họ đi theo mình, họ giúp mình được mấy hôm. Bây giờ trong nội bộ nhân sự rắc rối, họ giận họ bỏ, và trước khi họ bỏ họ tung tin rất là bất lợi là siêu giờ siêu không còn dùng chúng con nữa, thì đi tin người khác. Rồi bắt đầu họ ghét mình, họ ghét luôn cả cái người đi bên cạnh mình. Hiểu không? Và tại sao tôi đem cái chuyện lạc đề ra tôi nói ở đây? Bởi vì cái chuyện đó liên hệ tới bài giảng ở đây. Nghe cho kỹ. Khi chúng ta coi trọng chuyện gì thì dầu đến chùa chúng ta vẫn coi trọng chuyện đó, có đúng không? Tôi là một người đa tình. Khi tôi đặt chân vào chùa, chuyện đầu tiên là tôi tìm trai xinh gái lịch, có đúng không? Tôi coi trọng trọng đồng tiền, thì khi tôi đặt chân vào chùa, chuyện đầu tiên là tôi liếc mắt tôi coi tiền nó nằm ở đâu. Yeah, tin trọng đi, tin. Và khi mình đến với một vị tăng, mình đó, trong kinh nói có nhiều lý do để mình đến với một thần tượng lắm. Một là Rupa Paman á, mình đến với cái đối tượng đó là vì cái ngoại hình, cái hảo tướng của người đó.
Người đó nói hay nói dở không quan trọng, tôi mê cái tướng ông thôi. Đó là một. Thứ hai, khô sắp ba mà đó, đến với nhau vì tiếng tâm. Họ không cần biết cái vị đó nói hay nói dở, nó đúng nói sai, chỉ cần tôi đến vì tiếng tâm. Tôi đi bên cạnh ông rồi tôi vui rồi, tôi sẽ về tôi trương cái hình tôi chụp chung với ông là tôi vui rồi. Cái hạng thứ nhất là ru ba ma đó, tức là đến với ai đó chỉ vì ngoại hình hảo tướng. Thứ hai là khô sắp ba ma đó, đến vì cái tiếng tâm của người đó. Thứ ba là lu cấp ba ma đó, là đến vì cái vẻ ngoài đạo hạnh của người đó. Chẳng hạn như Việt Nam giờ có cái phong trào là thờ áo rách, có đồng ý không? Mấy cả biết biết cái mền mà thờ bao cấp không? Cái thời mà mình nghèo rồi bán ba cái giải dịch vụ rồi về, đàn ông nhiều khi phải mặc áo bông, áo tím, rồi đàn bà phải mặc nguyên cái bộ đồ đen nhất cái thời đó. Đó. Thì thời đó vải nó quý lắm, cho nên từng tấm vải bụng người ta mới đắp nó lại thành cái mền để đắp. Và tưởng là cái mền nó đã trôi vào dĩ vãng mà hôm nay nó được tái hiện trên đất nước này, tức là bây giờ cứ quất tùm lum màu là nó buông ra, nó kêu A-la-hán, nó có cái đợt vậy đó. Thì trong kinh gọi nó là lu khắp âm mền á, tức là đến với ai đó chỉ vì cái hình thức đạo hạnh. Cóc biết người đó tu cái gì, nói cái gì, nhận thức thế nào, cứ là thấy tèn bèn là được. Bởi hổng tôi vừa xuống cái trường, tôi bóc con tôi kêu đừng tưởng hỏi nhà có cái mền rách cho tôi mượn, vậy thì tôi sắp đi thuyết pháp. Bởi vì chỉ có cái đó là tôi hốt bạc thôi. Rồi, cái thứ tư, đó là thâm mập ba mền á, tức là mình đánh giá một người thông qua cái nhận thức của người đó, kiến giải của người đó và cái đạo hạnh thật sự của người đó, chứ không phải là vẻ ngoài đạo hạnh của người đó. Các bạn nghe kịp không? Đây, cái này mới quan trọng. Và nếu anh đến với tôi bằng cái gì thì mai này anh cũng sẽ vì cái đó mà bỏ tôi. Anh đến với tôi vì tiền thì sẽ có một ngày vì trục trặc trong tiền anh bỏ tôi. Anh đến với tôi vì ngoại hình sẽ có một ngày anh bỏ tôi vì anh không còn thấy tôi đẹp nữa, hoặc là có đứa khác đẹp hơn. Tin tôi đi, tình yêu nam nữ, hôn nhân, bạn bè, tất cả đều đến với nhau trên cái điều đến với nhau trên cái nền tảng đó. Mình đến với nhau vì cái động cơ nào, động lực nào thì mai này chúng ta cũng từ đó ra đi. Hãy tin trọng điều đó. Có hãy cẩn thận. Cho nên tôi nói, dầu muốn hay không, dầu biết hay không, mỗi phút trôi qua chúng ta đang sống thiện và sống ác. Và cái thiện ác đó nó lại đặt nền tảng trên những gì ta thích và ta ghét. Ta thích cái gì thì ta sẽ làm mọi cách để có được cái thích đó. Ta ghét cái gì thì ta sẽ làm mọi cách để tránh được cái ghét đó. Có một điều, tìm đến cái ghét, tìm đến cái thích, chạy trốn cái ghét mà bằng cái động cơ tâm thiện, tâm lành thì còn xài được. Còn đi tìm cái thích, trốn cái ghét mà bằng động cơ bất thiện thì sớm muộn gì mình cũng chết. Hãy tin tôi điều đó. Chúng ta ở đây gồm nhiều lứa tuổi, nhưng có một chuyện đáng buồn là chúng ta có một mẫu số chung. Tuy lớn tuổi, cái tử thì khác, nhưng cái mẫu số giống nhau, là chúng ta hoàn toàn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cái tử số là năm sinh của mình đó, nhưng mà cái mẫu số là năm chết của mình, có hiểu không? Cứ là chúng ta hoàn toàn có thể chết chung một ngày. Cái tử thì khác, cái tử số như cái mẫu số, chúng ta có thể có một mẫu số chung, tức là quẩn thì chết, rảnh thì chết, nói thì kiểu nam bộ đó. Cho nên hãy cẩn trọng. Trong bài giảng này ngắn thôi, chúng tôi chỉ được mấy chục phút thôi, nhưng mà chúng tôi đặc biệt là lưu ý bà con cái này. Chúng ta mỗi phút trôi qua, dù biết hay không, dù muốn hay không, thì vẫn đang kín đáo sống thiện hoặc bất thiện. Và cái thiện ác đó nó đặt trên nền tảng chúng ta thích cái gì và ghét cái gì. Và trên nền tảng của thích ghét đó, trên nền tảng thiện ác đó, chúng ta đi chùa, nghe pháp, ngồi thiền, bố thí, cúng dường, giữ giới cũng đều trên nền tảng đó. Đừng nghĩ rằng mình đi chùa là làm việc lành, chưa chắc. Cạo đầu là làm việc lành, chưa chắc. Đắp cái áo này làm thầy chùa là tu, chưa chắc. Móc tiền ra bố thí cúng dường bạn tỷ là làm việc lành, chưa chắc. Vì quan trọng nhất, ta làm những chuyện đó bằng cái động cơ tâm lý gì? Như tôi vừa nói, theo nhau, thương nhau, chăm sóc hộ trì nhau, giúp đỡ nhau, và bằng cái động cơ rẻ tiền, mờ ám, thì mai này chúng ta cũng bỏ nhau mà đi. Chúng ta rất dễ dàng bị tác động. Thằng Tèo nó thương con Cúc vì nó mến cái nết của con Cúc. Cái đó quan trọng, chứ đừng có vì gia thế của con Cúc, gia thế của con Đào, con Yến, hiểu không? Nếu mà tôi đến với em vì cái gia đình của em, mai này gia đình em mà trở mặt là mình bye bye, rất là đáng tiếc nha. Mình phải tự xác định mình khi mình mua món đồ, tại sao mình mua nó. Lấy một người, tại sao mình lấy họ. Làm quen với một người, mình phải coi tại sao mình quen họ. Mình đến với một ngôi chùa, mình phải tự hiểu vì sao mình đến ngôi chùa đó. Lặp 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 là
còn không xác định lý do tại sao mà chỉ để cho cảm xúc mặc tình đẩy đưa, thì chuyện đầu tiên chúng ta rất dễ bị lầm. Thứ hai, mất thời gian. Chúng ta không có nhiều thời gian để mà đi làm mấy cái trò thí nghiệm đó, các bạn nghe kịp không? Chúng ta không có rảnh. Người ta nói hôn nhân và lính nhảy dù nó có điểm giống nhau, đó là không có cơ hội hai để thử, cơ hội hai để rút kinh nghiệm, nhớ ha, đó rất là quan trọng. Chúng ta có mấy chục phút với nhau, tôi chốt lại cái chuyện mà tôi muốn nói, đó là bố thí trì giới hay là săn bắn câu cá, bất cứ chuyện gì, chuyện đầu tiên động cơ của nó là gì, không xác định được động cơ đó thì chúng ta chỉ hoài công mất thời gian mà thôi, chưa kể làm phiền người khác. Làm phiền bởi vì sao? Vì trong kinh nói rất rõ, chỉ có làm việc và sống bằng tâm lành thì bản thân mình được an lạc, người chung quanh mình được an lạc, người có liên hệ với mình được an lạc và thế giới được an lạc. Còn khi mà chúng ta làm một việc gì đó, nói một cái điều gì đó mà bằng cái tác động của tâm xấu thì chuyện đầu tiên ta không an lạc, người cạnh ta không an lạc, và mai này những người có quan hệ với ta họ cũng không an lạc. Sống bằng cách là gieo rắc cái sự không an lạc, như vậy có nên hay không? Và các vị biết trong kinh nói thế này, một vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ, nghe cho kỹ, một vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ, khi nhận được một miếng ăn hay là một sự giúp đỡ nào của ai đó, thí dụ như cái ông này có tóc, mà khi có ai đó cho ông một chai nước, nếu mà ông biết Phật pháp thì khi mà ông nhận cái chai nước như vậy đó, ngay lúc đó, đó ông chỉ nghĩ đến một, trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ thôi, mong là tất cả chúng sanh đều được an lạc như tôi lúc này, nghe kịp không? Thì khi mà mình nhận của ai đó họ đưa mình chai nước, mà lúc đó trong đầu mình nghĩ như vậy, mong là tất cả muôn loài đều được thoải mái như tôi lúc này, vui như tôi lúc này, thì cái công đức của cái người mà đưa chai nước đó vô lượng, các vị biết không? Rất tiếc đi chùa không được học cái đó, cứ tưởng là cúng dường mấy ông sư có phước. No, cư sĩ cũng công đức vô lượng, chỉ cần người cư sĩ đó được học đạo và người cư sĩ đó làm được chuyện đó thôi. Mẹ mình đưa cho mình cái bánh ú, mà lúc mình cầm cái bánh đó thay vì cảm ơn má, mình chỉ nghĩ trong bụng thôi, mong cho mọi người đều được như mình trong lúc này, đều được như mình nè trong lúc này, thì cái lúc đó cái bánh ít mà má mình đưa mình, nó không phải là cái món quà yêu thương của mẹ cho con, mà nó là một sự cúng dường. Vấn đề quý vị không có tin, các vị không có tin, các vị nghĩ tại sao nó đơn giản như vậy, mà sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy đó. Một vị tỳ kheo đi khất thực, khi mà người ta bỏ một cái trái chuối, một củ khoai vào bát mình chỉ nghĩ một chuyện thôi, mong là vô lượng chúng sanh không phân biệt biên giới, đất nước, màu da, chủng tộc, vùng miền, châu thổ, chỉ cần mong tất cả chúng sanh đều được an lạc như tôi lúc này, mà phải thêm cái như tôi nữa. Các vị có được học cái này chưa? Chứ còn cứ rải mong cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, cái đó là cách rải, đó là cái bài kinh, là trong kinh cho mình cái mẫu thôi. Lúc nào cũng phải là như tôi. Vì sao vậy? Sẵn đây tôi nói luôn, tại sao có cái như tôi? Là vì trong kinh giải thích rất là rõ, anh muốn rải nước cho ai thì trước hết anh phải có, mình không rải cái ly không được hả? Được không? Tôi muốn rải nước thì đầu tiên tôi phải có cái gì? Yes. Cho nên khi mình muốn rải tâm từ thì cái chuyện đầu tiên là mình mong cho tất cả muôn loài đều được thoải mái, an lạc, vui vẻ, dễ chịu. Mình lựa một cái chữ nào đó, nói gọn lại là đều được như tôi lúc này. Và không phải mình niệm bằng miệng, cái lòng mình thiệt mình muốn như vậy. Mình muốn 7 tỷ người và hàng tỷ tỷ động vật trên hành tinh này đều được dễ chịu như tôi lúc này. Chỉ nghĩ một suy nghĩ đó thôi, và bằng tất cả sự chân thành, thì không phải là cái người cho mình họ được phước, không, họ là được phước vô lượng, mà bản thân mình cũng phước vô lượng. Là vì sao? Khi lòng ta nghĩ đến người khác bằng tâm lành, đó là công đức. Và cái suy nghĩ đó, cái biên giới nó bao xa thì công đức nó đi đến bao xa, có hiểu không? Nghe kỹ nè, khi ta sống bằng tâm lành thì đó là công đức, nhưng mà cái tâm lành đó nó vươn đến bao xa thì công đức nó đi ra đến đó. Vất tiếc là không được học giáo lý, nghe cái này không tin, nó khổ như vậy, đã ngu mà còn thiếu đức tin nữa. Cho nên mà toàn là tin ở đây mình có hai: cuồng tính, mê tính, tà tính. Chỉ có cái chánh tính là không có. Chánh tính tức là
cái niềm tin mà được trí tuệ dẫn đạo. Đấy, cho nên kể từ bây giờ tôi nghĩ rằng chỉ lời khuyên của tôi cho các vị có làm hay không mặc xác, nhưng mà riêng tôi được công đức vô lượng vì tôi đã hướng dẫn các vị một bài học giáo lý rất là quan trọng. Chữ thứ nhất, cái giá trị của chúng ta nó nằm ở chỗ là chúng ta đã đem lại bao nhiêu cái hy hiến và đóng góp cho cuộc đời. Dù cuộc đời có đón nhận hay không thì kệ cha đó, nhưng mà cái lòng của mình ấy, vì trong trăm đứa ngu cũng đứa có đứa khôn, cha nó lú mà chú nó khôn, có hiểu không? Sáng nay tôi chia sẻ các vị một chuyện rất là quan trọng. Dù thầy tu hay là cư sĩ, mỗi lần nhận của ai cái gì thì chỉ cần nhất tâm nghĩ tưởng một điều, mong cho vô lượng chúng sinh hãy được như tôi bây giờ. Thì trước hết cái người mà bố thí cho mình đó, công đức vô lượng. Và thứ hai, công đức mình đó, vô lượng. Mình nhận của người ta mà công đức mình vô lượng mới ghê chứ. Còn cái đứa mà nó cho mình nó được vô lượng, đúng. Nhưng mà đó, khi mình có cái lòng mong người ta được công đức vô lượng thì cái mình bèn có cái công đức vô lượng. Làm công đức bằng tâm hữu hạn thì công đức hữu hạn, làm công đức bằng tâm vô lượng thì được công đức vô lượng. Vì phải tin vậy đó. Mình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật ba đời mười phương cũng luân hồi thời gian giống nhau, nhưng mà tại sao hôm nay người ta là thầy ba cõi, tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đạo sư, còn mình còn nguyên một đám lũ khủ ngồi ở đây? Là bởi vì người ta đã từng bố thí trì giới, ngồi thiền nghe pháp, phục vụ bằng cái tâm vô lượng. Thế là người ta trở thành một bậc vô thượng. Còn mình thì sao? Hữu hạn. Chúng sanh có năm hạn sau đây. Một, chỉ biết nghĩ đến mình. Hai, chỉ biết nghĩ đến những người nào liên quan đến quyền lợi và tình cảm của mình. Có hiểu tôi nói tiếng Việt có hiểu không? Tôi nói tiếng Nhật nha. Rồi, một là chỉ biết nghĩ tới mình. Ví dụ như con rắn, con chuột, nó, những con mà nó không có hiểu không? Nó chỉ biết kiếm ăn cho nó thôi, thì đó gọi là chỉ biết nghĩ tới bản thân. Hạng thứ hai là nó chỉ biết nghĩ đến những cái đối tượng mà có liên quan đến quyền lợi và cảm xúc, tình cảm của nó. Thí dụ như chồng chỉ biết nghĩ đến vợ, con chỉ biết nghĩ đến cha mẹ, ngoài ra là không biết nghĩ đến ai. Hạng thứ ba, sáng hôm nay vạch áo con có chỗ trống, xăm mấy cái này vô. Hạng thứ hai là chỉ biết nghĩ thêm. Hạng thứ nhất là chỉ biết nghĩ đến mình. Hạng thứ hai là chỉ biết nghĩ thêm đến những cái người mà có liên quan đến quyền lợi, cảm xúc, tình cảm. Cảm xúc là gì? Là biết nghĩ đến tên nào nó làm cho mình vui. Còn nghĩ đến tình cảm là sao? Là nghĩ đến những tên nào mà mình thương. Đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba, có khả năng thương được những người mà không dây dưa gì tới mình hết, không thù, không oán. Cái này khó. Hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù. Cái hiểu không? Các vị biết tôi bị tẩy chay tại Việt Nam không? Cái đám mà nó giành qua giành lại đó. Rồi cuối cùng bây giờ thằng Tèo nó ghét thằng Tí, nhưng mà nó ghét luôn mấy cái đứa mà đi chung với thằng Tí, và con dám cả gan cười với thằng Tí. Mặc dù cười điểu nó cũng tính luôn. Cho nên cái hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù. Và thứ năm là các vị đoán là được, là thứ năm là cái gì? Yes. Thứ năm là thương được cái kẻ mà nó mới vừa giết cha mình, nó mới vừa chém mình, thì Ngài là người thứ năm. Ngài là cái người thứ năm. Ngài là người thứ năm. Còn mà mình biết đạo ba mới thì mình là lọt vô hạng thứ mấy? Thứ, tôi đang bậm môi nè, ba. Tôi nhìn các vị mà tự nhiên tôi nhớ mấy cái lớp mà mầm non dạng nít tập nói. Thứ ba có nghĩa là mình có khả năng mình thương được mấy người vô can, không thù, không bạn, mình thương được, có không? Thấy người ta khổ mình thương, mặc dù người ta không phải là kẻ thù, cũng không phải là bạn thân. Mình thấy người ta khổ mình thương, nghĩa là mình khá lắm, là hạng thứ ba. Còn hạng thứ tư cái này mình có nổi không? Không dám giơ tay, gớm không? Nó đi chùa mấy chục năm mà hạng thứ tư là ở đây không có, đúng không? Có hiểu không? Tôi đi giảng nhiều nơi, tôi có hỏi nhiều người, họ tưởng nó dễ, nhưng mà tôi hỏi nó được, tới lúc tôi về 2 giờ sáng nó kêu tôi, nó nói con xin lỗi, con rút lại, con thương không nổi. Tại vì nó nghe giảng cho nó mới vừa về, nó gây lộn ngoài cửa đó. Rồi lúc nó đang gây thì có một người bạn của bên phe kia nhào tới, nó tính sổ luôn tại nó luôn. Khó lắm quý vị, khó lắm. Mấy ngày nay là tôi đang bị vấn đề ở tại Sài Gòn là vì cái hạng thứ, vì tìm hạng thứ tư không ra. Thứ tư tìm không ra đó, ghê không?
Cho nên tôi nhắc lại bài giảng hôm nay tôi muốn nói cái gì? Nói ba điều. Điều thứ nhất, chúng ta luôn luôn sống trong thiện, trong ác bằng sự tác động của thích và ghét. Hãy cẩn thận với những gì mình thích và ghét, và đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Vì những suy nghĩ đó tuy thoáng qua trong đầu, nhưng khi nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành hành động. Mà hành động nhiều lần nó biến thành thói quen. Và thói quen nó chính là số phận của chúng ta, nó chính là cái nhân cách, nó chính là cái con người của chúng ta. Ghê như vậy đó. Ghê như vậy đó. Ngày xưa lúc Việt Nam mình đi đứng khó khăn thì đâu có ai nuôi cái mộng đi nước ngoài. Tới lúc đi đứng dễ dàng rồi thì có vài người họ coi báo, coi internet đó, họ thấy mấy cái tên mà nó đi về nó khỏe, nó đi Thái Lan, đi Siem Reap vậy đó. Thì tôi cũng đọc hồi ký của mấy tuổi trẻ Việt Nam thôi. Khi mà họ trong đầu họ chớm có cái ý đi du lịch thì họ làm cái gì họ cũng để dành để đi du lịch. Và hôm nay họ toàn là thành những cái tay mà đi chuyên đi du lịch. Và trong Facebook chẳng hạn như mấy tay Fahuka rồi đó, là mấy cái tay đó là nguyên thủy, là họ không có phải là người có ý đi du lịch. Nhưng mà chỉ cần mình nuôi ý đi du lịch một vài lần thì mình sẽ đi thử một lần, đó là Trung Quốc, Lào. Mà đi Lào, Trung Quốc được một vài lần là ở nhà bị quẩn chân. Và cuối cùng họ đi riết, bây giờ họ đi qua Mỹ, châu Âu. Rồi Mỹ, châu Âu họ hết. Châu Âu họ bắt đầu họ đi Tây Âu, Bắc Âu. Bây giờ họ liếc lết qua tới Đông Âu, và bây giờ họ qua tới Nam Mỹ. Tôi có biết hai người quen của tôi, một người đi 74 nước, một người đi 65 nước. Hai người đó đều có đặt chân tới chùa này hết. Người Việt Nam 64 và 75 nước. Là chỉ vì cái buổi đầu họ nói với tôi là ngày xưa họ chỉ mê, gọi là ở đây ai đọc Nguyễn Tân có biết cái chữ mà chữ xê dịch không? Thích xê dịch. Thì họ chỉ có cái mộng là đi họ ở Sài Gòn, họ đi Tây Ninh, rồi họ ra Bắc, ra tới Hà Nội cho biết thủ đô, rồi có sau này họ đi từ từ lên Sapa, Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi Bắc Ninh, rồi Hà Nam, từ từ. Rồi bây giờ họ chán, họ qua tới khối ASEAN, họ đi Lào, Thái, Campuchia. Rồi bây giờ họ có người thân, họ tràn qua bên Mỹ. Họ đi chỉ Bắc Mỹ, Canada với Mỹ, với Hoa Kỳ. Riết bây giờ họ đi nát Nam Mỹ. Rồi họ đi tràn qua bên châu Âu. Họ đi, thì tôi nói chuyện nó có vẻ rùi bu, tôi muốn nói các vị rằng khi mà một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành một, nó sẽ biến thành hành động. Và hành động sẽ trở thành thói quen. Hành động nhiều lần thành thói quen. Và thói quen đó chính là con người thật của mình. Nhớ lấy cái điều đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đó là chúng ta mỗi người sống nhiều với cái gì thì chính cái đó nó trở thành ra là một cái động lực quyết định mọi thứ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đến với nhau bằng động cơ gì thì mai này cũng sẽ vì cái đó mà bỏ nhau. Chúng ta mua cái nhà, mua cái xe vì lý do nào thì mai này cũng sẽ vì lý do nào mà chán cái nhà đó, chán cái xe đó, đúng không? Mình mua cái xe đó chỉ vì cái hiệu thôi thì mai này mình sẽ thấy một cái hiệu khác nó ngon hơn, mình bèn bỏ chiếc xe này. Nó không có tội tình gì hết, chỉ vì cái hiệu thôi. Ngày xưa tôi thương em vì em có mái tóc dài, bữa nay em cắt ngắn, bye bye, hiểu không? Mình thương nhau vì cái tóc. Còn thương nhau thiệt, thương vì con người, thương vì cái nết. Mai này nó có cạo đầu, thương tiếp. Thương tiếp. Ngày xưa tóc chống mông, chấm mông, thương. Nó cắt lên nửa lưng, thương. Tới vai, thương. Cắt kiểu đàn ông, thương. Kiểu tóc bộ đội, thương. Húi cua, thương. Cạo đầu làm sư cô, thương tiếp. Đứa làm lan, đứa làm điệp. Đó là tình yêu bất tử. À, không, tôi đang nói cái đó đừng hiểu lầm chuyện tình yêu nam nữ. Tôi đang nói đến chùa đó. Mình đến với chùa. Tôi kể các vị nghe một chuyện nhỏ. Bên Hoa Kỳ có một vị hòa thượng và một vị sư trẻ đều là người vượt biên trôi dạt đến đất Mỹ. Buổi đầu thì trôi về một cái thành phố ở trong apartment là trong đó chỉ có một cái sofa trường kỷ, tối thầy trên trò nằm dưới. Sau này Phật tử thương mua lại một cái nhà thờ cũ, rồi hai thầy trò dọn ngoài đó ở. Thì từ ở apartment mà bây giờ có cái chùa cũ xì xấu quá, nhưng mà hai người vui lắm, hợp bàn với nhau lập ban quản trị cho sang. Mừng lắm bàn. Thì cái người siêu trẻ đó đưa toàn là thứ dữ không, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, luật sư, cái cô đó mỗi cúng nhiều lắm, cái cô đó cúng mạnh tay lắm, lấy luôn cô đó chọn luôn làm ban quản trị. Ngày hòa thượng ngày uống trà, ngày cái
uống xong rồi cứ ngồi cầm quà cái quà cái đã xong rồi cứ liếc cái nhìn cái tên. Ông kiểm ghi một lọ tên này nè, ngày uống trà uống từ từ này để xuống rồi rót rồi uống. Uống xong rồi cái ngày đằng hắn, sau này cái vị sư đó trẻ trẻ kể lại cho tôi nghe. Ngày nhìn cho đã xong cái ngày đằng hắn xong rồi cái ngày mới nói. Tôi giấu tên vị đó. Sư à, tôi thấy cái ngày đưa một lúc ông kêu đưa 8 tên. Ngày đưa có ngày rút lại còn có 5 tên mà 5 tên đó không có nằm trong 8 tên vừa rồi. Mà hai người phải nói là hiểu nhau, thương nhau, quý nhau, tri âm tri kỷ đủ thứ, mà đặc biệt trong cái vụ này thì không. Ông sư trẻ đưa ra 8 tên, thấy ghê không? Ngài hòa thượng chỉ đưa có 5 tên mà 5 tên nó không nằm ở trong 8 tên này. Vị sư trẻ cực kỳ thắc mắc. Cái đây là bài học vàng, các vị phải lắng nghe cái câu chuyện này, phải nghe cái câu chuyện này. Thì vị sư trẻ bạch ngài, sao kỳ vậy? Ngài không nhìn tới 8 người của con mà ngài đưa 5 cái người này. Trời đất ơi, kỳ quá. Thì vị hòa thượng mới nói thế này: sư nhớ, mấy ngày kia ngày bình dân lắm, mấy năm mà anh em mình ở apartment, ai là người nắng gió mưa sương tuyết đổ mà vẫn đem cơm nó tới cho mình mỗi tuần? Ai là người tài chánh eo hẹp nhất mà tháng nào cũng gửi tiền điện nước đều đặn? Ai là người mà những lần anh em mình bị thị phi chống phá, họ vẫn đứng về phía mình, dám sống dám chết? Ai là cái người anh em mình xuống phi trường hai mà gọi là hai người mà 8-9 giờ đêm vẫn đi ra phi trường rước về? Ai là cái người mình ho một tiếng là dắt nguyên gia đình vô đè xuống cạo gió dắt hơi? Ai? Chính là năm cái tên này. Chùa là cần, họ đến đây không phải là vì cái mặt của tôi, không phải là vì cái mặt của sư. Họ đến không phải là vì chúng ta nghèo hay là có tiền. Họ đến đây là vì đạo, vì pháp. Tin tôi đi, cái đám này có đốt ra tro không bỏ anh em mình đâu. Đúng. Đúng. Đúng 30 năm rồi. Chính xác là 31 năm rồi. Cái đám người này chỉ có chết không bỏ chùa, có chết một mớ không bỏ chùa. Còn ba cái đám mà xàm xí đú mà giàu có lấp lánh lung linh và lộng lẫy, nó là những đứa tình phụ. Tình phụ, tình vũ trường, tình quán ba, tình ca ve. Nó đến với chùa sặc sỡ lấp lánh, thơm phức mát lạnh, rồi nó bỏ nó đi trong một ngày không hò hẹn. Thôi thì lấy gái quê, quần ống thấp ống cao, phèn dính này chân cho nó lành. Cho nên đến với chùa tự xét động cơ nào đẩy mình đến đây. Cái đó mới bền. Cái đó mới bền. Thương nhau cái chân phèn không, nhưng mà phèn nó lâu hơn là son. Tính tôi đi, phèn nó bền hơn. Bởi vì nếu không kỳ cỏ, phèn nó nằm nó hoài, còn cái son nó lẹ lắm. Chỉ cần cái này này, chấm chấm bay, chấm chấm bay. Dầu gió xanh thấy nó rẻ tiền nhưng mà nó lì lắm. Còn ba cái Chanel nó mà pha tắm cái nó trôi. Hãy tin tôi đi, kể từ bây giờ về tập sức dầu gió xanh, dầu vạn linh. Alo, tôi hết giờ rồi, tôi phải có việc đi, tôi không ăn cơm được. Chúc quý vị một ngày vui và mong rằng nhớ cho bằng được những gì Trẫm nói. Hãy hồi hướng công đức đến tất cả những thân nhân của mình đã quá vạn trong nhiều đời. Chúc quý vị một ngày vui. Xin chào.